My và Quang Thông mến chào các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay bản tin ngày 10 tháng 10 năm 2017 có những nội dung chính như sau. Mình phát nổ tại nhà dân lúc nửa đêm. Điều tra một sĩ quan quân đội bị nghi dâm ô trẻ em. Phó chủ tịch xã bị bắn chết trên rẫy do mâu thuẫn tình cảm. Giả cơ quan điều tra Bộ Công an lừa đảo hơn 4 tỷ đồng. Y án tử hình chồng cuồng gan sát hại vợ con. Truy tìm hung thủ vào nhà bắn chết người ở quận 11. Hút thuốc ở bãi biển Thái Lan phạt 70 triệu đồng. Và sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với Công an huyện Đức Trọng khám nghiệm hiện trường một ngôi nhà ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng bị cày mình và phát nổ. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng, người dân quanh nhà bà Lê Thị Kháng, 127-9, Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, hoảng kinh vì tiếng nổ dữ dội phát ra. Mọi người nhanh chóng báo công an. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà không có người ở. Tại hiện trường, cánh cửa sát vào nhà bị hư hỏng nặng. Trên nền gạch thềm nhà có một lỗ tròn đường kính khoảng 10cm, quanh đó phủ đầy mùi than đen. Cơ quan chức năng phát hiện một đoạn dây điện dài hơn 10m từ ngoài hẻm 127 nối vào vị trí mình phát nổ, dùng để kích hoạt nổ. Công an cho biết, con bà Kháng đang nợ tiền của nhiều người chưa trả được, nên bà và con cái của bà bỏ nhà đi đâu không rõ. Ngôi nhà của bà Kháng 2 tháng nay không có người ở và đóng cửa. Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp có mặt tại hiện trường nhận định ban đầu. Đây là vụ cài đặt chất nổ với mục đích đe dọa nhà bà Kháng vì lượng chất nổ không nhiều, sức công phá không lớn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Vào ngày 9 tháng 10 vừa qua, Công an huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết đã bàn giao nghi can thiếu tá TVT thuộc lữ đoàn 234, quân đoàn 3 cho phòng điều tra hình sự quân đoàn 3 để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em. Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 bước đầu đã nhận được báo cáo về việc xin giúp đỡ, chỉ đạo để giải quyết do lữ đoàn trưởng 234 báo cáo. Trước đó vào tối ngày 7 tháng 10, thiếu tá T cùng một số người trong đơn vị đi hát karaoke ở một quán trong xã Ayun, huyện Mang Giang. Trong quá trình hát, ông T được cho là có hành vi dâm ô đối với bé gái 7 tuổi là con gái của chủ quán. Ngày hôm sau, tức là tối ngày 8 tháng 10, ông T quay trở lại hát thì bị bé gái nhận ra, kể lại vụ việc, gia đình sau đó đã trình báo công an. Liên quan đến đối tượng là quân nhân, nên công an phải bàn giao hồ sơ từ vụ việc đến nghi can cho phòng điều tra hình sự quân đoàn 3 để giải quyết theo thẩm quyền, một cán bộ công an huyện Mang Giang cho biết. Ngày 9 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án giết người, bắt tạm giam Bùi Văn Dũng, 50 tuổi, xã Phi Liên, huyện Nam Trong, tỉnh Lâm Đồng. Nghi phạm Bùi Văn Dũng được xác định đã đổ súng bắn chết ông Đinh Tiến Sang, 48 tuổi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phi Liên tại rẫy cà phê của bà TTH, người cùng xã. Ông Trần Đình Sơn, trưởng Công an xã Phi Liên, cho biết sáng ngày 7 tháng 10, ông Sang cùng bà TTH vào rẫy của bà TTH để làm cà phê. Lúc này, nghi phạm Dũng đã nấp sẵn quan sát. Sau đó, Dũng lấy súng tự chế đến gần nơi ông Sang và bà H rồi đổ súng. Phát đạn đầu tiên bắn trúng ông Sang, Dũng tiếp tục ngắm bắn bà H nhưng súng không nổ vì đạn lép. Trong lúc đó, bà H đã chạy đi kêu cứu người làm vườn gần đó. Khi bà H quay lại thì Dũng đã bỏ chạy và giấu khẩu súng. Ông Sang được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà H từng là vợ của Dũng, hai người ly hôn năm 2016. Khi Sang cũng đã ly hôn vợ, thời điểm bị bắn, ông Sang có quan hệ tình cảm với bà H. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai dù đã ly hôn, nhưng Dũng có ý muốn quay lại với bà H, nên khi thấy ông Sang có quan hệ tình cảm với bà H, Dũng ghen tuông và muốn giết cả hai. Vào tối ngày 9 tháng 10, Đại tá Phan Văn Nhẫn, trưởng Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, xác nhận thông tin ông TVL, 67 tuổi, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, bị đối tượng giả danh điều tra viên lừa đảo 4,3 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, các đối tượng đã giả danh các cán bộ công an, viện kiểm sát, gọi điện đến các số máy bàn cố định hoặc số điện thoại di động của người dân, giả danh là điều tra viên, trinh sát viên của Bộ Công an đang điều tra vụ án buôn ma túy lớn và rửa tiền, đề nghị ông L hợp tác điều tra và yêu cầu ông phải chuyển tiền để chứng minh tài sản. Bị sập bẫy, ông L đã chuyển cho đối tượng này 4,3 tỷ đồng. Tiếp đó, vào ngày 28 tháng 9, ông BVB, trú tại thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, cũng nhận được cuộc gọi tương tự từ số điện thoại lạ, tự xưng là điều tra viên của Bộ Công an.
Người này cho biết ông P có liên quan đến đường dây buôn ma túy và rửa tiền. Để chứng minh sự trong sạch của mình, đối tượng yêu cầu ông khai báo tài sản với lý do phục vụ công tác điều tra và yêu cầu ông B phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phối hợp xác minh, truy bắt tội phạm. Sau đó, ông B đã đến chi nhánh một ngân hàng và chuyển tiền cho hai số tài khoản ngân hàng ở Hà Nội và Bình Dương với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Vừa chuyển xong, nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa nên lập tức trình báo với cơ quan công an. Công an huyện Đức Phổ đã phối hợp với ngân hàng tiến hành chặn giao dịch của hai lần chuyển tiền trên và thu hồi nguyên vẹn tài sản trả lại cho ông P. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo y án tử hình bị cáo Đoàn Huy Hoàng, 35 tuổi, ngụ ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về tội giết người. Hoàng và đại diện phía bị hại có đơn kháng cáo xin giảm án sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên phù hợp và không có tình tiết gì đặc biệt để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Theo hồ sơ, dù đã có một con trai 2 tuổi nhưng Hoàng luôn nghi ngờ vợ là chị Trần Thị Mỹ Hậu ngoại tình. Vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Sau đó chị Hậu đưa con về sống chung với cha mẹ cách nhà khoảng 500m. Hoàng nảy sinh định giết vợ con rồi tự vẫn. Ngày 7 tháng 1 năm 2015, Hoàng viết một lá thư tuyệt mệnh rồi chuẩn bị một con dao và chai thuốc trừ cỏ đến nhà cha mẹ ngồi chờ vợ. Đến thấy cha mẹ vợ đi cạo mũ cao su, Hoàng lẻn vào nhà rồi lên giường nằm cạnh vợ con. Khi vợ tỉnh giấc, Hoàng ngọt nhạt thuyết phục vợ quay về chung sống nhưng chị Hậu không trả lời. Ngay lập tức, Hoàng vùng dậy dùng dao đâm vợ và con trai, tiếp đó Hoàng uống chai thuốc trừ cỏ. Khoảng 30 phút sau, thấy vẫn tỉnh táo nên Hoàng dùng dao tự đâm vào cổ nhưng vẫn không chết nên mở cửa sau về nhà. Đến khi được phát hiện, do vết thương quá nặng, chị Hậu đã tử vong, còn con trai thì bị thương tích 57%. Còn Hoàng cũng được người thân phát hiện nằm bất tỉnh tại bãi cỏ gần nhà nên được đến bệnh viện cấp cứu thoát chết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa điều tra vụ án xông vào nhà nổ súng giết người giữa ban ngày trên đường Nguyễn Thị Nhỏ thuộc quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án xảy ra vào ngày 8 tháng 1 vừa qua. Theo điều tra của công an, lúc 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1, hai thanh niên đi xe máy đến trước số nhà 230 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11. Sau đó, hai người vào trong nổ 4 phát đạn vào người nạn nhân, làm nạn nhân tử vong. Tiếp đến, hai người ra xe máy màu đỏ và đen tẩu thoát về hướng đường 3 tháng 2. Công an xác định hai kẻ gây án là nam giới, có đặc điểm nhận dạng. Một người khoảng từ 20 đến 30 tuổi, cao 1m30, ốm. Khi gây án, mặc áo khoác đen, quần jean, đội nón bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang. Hung thủ còn lại khoảng 30 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m68, người vừa, mặc áo sơ mi trắng, tay dài, đội nón bảo hiểm màu trắng xanh, nói giọng miền Nam. Phương tiện gây án là xe máy Sirius, biển số giả 68S132572. Công an thông báo, ai có thông tin gì về hung thủ và chiếc xe gây án, thông báo cho cơ quan công an gần nhất, đồng thời báo cho đội 9 BC45 theo số điện thoại 06-931-87-414. Trước đó, sau khi xảy ra vụ án, công an nhận định nhiều khả năng đây là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân, chứ không nhằm vào mục đích cướp tài sản. Thái Lan dự kiến sẽ ban hành quy định phạt 70 triệu đồng đối với các du khách hút thuốc trên bãi biển của nước này. Theo đó, Bộ Tài nguyên Biển và Duyên hải Thái Lan dự kiến sẽ ban hành quy định này vào tháng tới, sau khi được sự thông qua của chính phủ, tờ The Nation của Thái Lan đưa tin. Lệnh cấm hút thuốc sẽ được ban hành đối với hơn 20 bãi biển nổi tiếng khắp Thái Lan. Những người vi phạm sẽ bị phạt tiền 100.000 baht, khoảng 70 triệu đồng, hoặc phạt tù tối đa một năm. Ông Jatupon Purufat, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Biển và Duyên hải Thái Lan, cho hay lệnh cấm này đã được thảo luận với các thống đốc tỉnh và chính quyền địa phương. Những nơi bị cấm hút thuốc bao gồm những bãi biển du lịch nổi tiếng như Mae Phim, La Em Sinh, Bang Saen, Cha Am, Khao Ta Kiap. Ông Jatupon cho biết ông đã quyết định hành động sau khi cuộc khảo sát của một trung tâm nghiên cứu biển gần đây tìm thấy khoảng 63.000 đến 138.000 mẫu thuốc lá trên một khu vực dài 2,5 km của bãi biển Patong, phía tây thành phố Phuket, miền nam Thái Lan. Cuộc khảo sát cho thấy trung bình có khoảng 0,76 mẫu thuốc lá trên 1 mét vuông cát. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên Biển và Duyên hải Thái Lan cũng sẽ cân nhắc ban hành lệnh cấm hút thuốc trên các thuyền du lịch để giải quyết vấn đề mẫu thuốc lá rơi xuống biển gây ô nhiễm. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.
bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh BLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.